Căng thẳng ở châu Âu vừa chứng kiến bước leo thang mới. Tên lửa rơi ở Ba Lan, nhiều người cùng nhìn về phía Nga và Ukraine cùng thắc mắc, nước nào đã khai hỏa? Theo hãng tin AP, quan chức Mỹ nói tên lửa tấn công Ba Lan là do Ukraine phóng lên. Kiev nói cáo buộc tên lửa Ukraine rơi ở Ba Lan là thuyết âm mưu do Nga lan truyền. Trong khi đó, cựu Thủ tướng Nga Medvedev tuyên bố phương Tây đang tiến gần hơn đến chiến tranh thế giới. NATO, G7, Liên Hợp Quốc và Trung Quốc lên tiếng sau vụ rơi tên lửa ở Ba Lan. Các nước Baltic ủng hộ Ba Lan tuyên bố bảo vệ từng tấc đất của NATO. Ở diễn biến khác, quan chức thân Nga tuyên bố Ukraine sắp tấn công quy mô lớn vào Zaporizhia trước cuối năm. Liên Hợp Quốc nói Nga và Ukraine đều tra tấn tù nhân chiến tranh. Ukraine cáo buộc tuyển quân, Belarus lên tiếng bác bỏ. Ông Biden đáp trả lời tuyên chiến của ông Trump. Tìm hiểu start-up với dự án cải tạo chung cư tiết kiệm năng lượng ở Đức. Tất cả sẽ có trong chương trình ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin quốc tế. Thưa quý vị, căng thẳng giữa phương Tây và Nga tiếp tục chứng kiến một bước leo thang mới. Vào hôm 15 tháng 11, Bộ Ngoại giao Ba Lan tuyên bố một tên lửa do Nga sản xuất đã rơi ở phía đông nước này, khiến hai công dân thiệt mạng. Ukraine cáo buộc tên lửa Nga đã tấn công Ba Lan, tuy nhiên Moscow bác bỏ tuyên bố này. Đáng chú ý, một số quan chức Mỹ thông báo phát hiện ban đầu cho thấy tên lửa rơi vào Ba Lan là do Ukraine khai hỏa, theo hãng tin AP hôm 16 tháng 11 cho hay. AP dẫn lời các quan chức Mỹ báo cáo phát hiện ban đầu cho thấy tên lửa tấn công Ba Lan là do phòng không Ukraine phóng lên nhằm chặn đòn tập kích của Nga. Theo các quan chức Mỹ giấu tên, Ukraine phóng tên lửa nhằm đánh chặn một tên lửa Nga đang lao tới. Bộ Ngoại giao Nga ban đầu mô tả tên lửa này là do Nga sản xuất. Theo tờ Guardian, đó cũng có thể là tên lửa đất đối không S-300 mà Ukraine sở hữu. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 16 tháng 11 cho biết vụ nổ trong lãnh thổ Ba Lan khiến hai người thương vong mới đây, có thể không liên quan tới các tên lửa được phóng đi từ Nga. Ông thông tin như vậy tại hội nghị G20 ở Bali sau khi nghe báo cáo của cấp dưới. Ông nói thêm, hiện nay mọi công tác điều tra đang được tiến hành. Chúng tôi sẽ hỗ trợ Ba Lan tìm ra căn nguyên để hiểu rõ chính xác điều gì đã diễn ra. Được biết vụ nổ tại ngôi làng Prigudau gần biên giới với Ukraine đang gây chú ý trên toàn thế giới. Lý do Ba Lan là thành viên NATO. Nếu thật sự nguyên nhân vụ nổ là một cuộc tấn công có chủ đích từ bên ngoài, có thể dẫn đến kích hoạt điều 5. Điều 5 của NATO định nghĩa một vụ tấn công vào bất kỳ thành viên NATO nào cũng có nghĩa là tấn công vào cả khối và cả khối cùng có trách nhiệm phác thảo các bước đi tiếp theo. Sau khi vụ nổ xảy ra, Nga đã bác bỏ mọi khả năng họ có dính líu đến sự việc. Trong khi đó, Kiev hôm 16 tháng 11 khẳng định cáo buộc tên lửa của Ukraine rơi ở Ba Lan là thuyết âm mưu do Nga lan truyền. Moscow chưa đáp trả tuyên bố này. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba hôm 16 tháng 11 khẳng định rằng mảnh vỡ của tên lửa rơi ở Ba Lan không thuộc lực lượng phòng không Ukraine. Viết trên Twitter, ông Kuleba nói, Nga hiện đang lan truyền một thuyết âm mưu rằng một tên lửa trong hệ thống phòng không của Ukraine đã rơi xuống lãnh thổ Ba Lan. Điều này không đúng, không ai nên tin vào sự tuyên truyền của Nga hay lan truyền nó. Phía Nga chưa đáp trả lời cáo buộc trên của Ngoại trưởng Ukraine. Trong bài phát biểu hàng đêm hôm 15 tháng 11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các tên lửa của Nga đã tấn công Ba Lan. Ông nhấn mạnh đây là một bước leo thang đáng kể của cuộc xung đột. Ông nói tên lửa của Nga đã tấn công vào lãnh thổ của một thành viên NATO. Đây là một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga nhằm vào an ninh tập thể. Đây là một sự leo thang rất đáng báo động. Chúng ta phải hành động. Trước những cáo buộc trên, Moscow đã khẳng định vụ nổ gần biên giới Ukraine không liên quan đến hoạt động quân sự của nước này. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các mảnh vỡ tên lửa, những bức ảnh được truyền thông Ba Lan công bố tại hiện trường, không liên quan gì đến vũ khí của Nga. Cơ quan này cho biết tuyên bố của các phương tiện truyền thông Ba Lan và các quan chức về việc các tên lửa được cho là của Nga rơi xuống khu vực làng Prigudau là một hành động khiêu khích có chủ ý nhằm leo thang tình hình. Trước diễn biến đáng lo ngại về vụ nổ ở Ba Lan, cựu Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev hôm 16 tháng 11 cảnh báo phương Tây đang tiến gần hơn đến chiến tranh thế giới. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh việc EU tiến hành sứ mệnh huấn luyện quân đội Ukraine là một bước đi leo thang căng thẳng.
Theo tờ Guardian, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hôm 16 tháng 11 cảnh báo vụ tên lửa rơi ở Ba Lan cho thấy phương Tây đang tiến gần hơn đến một cuộc chiến tranh thế giới khác. Ông Medvedev viết trên Twitter rằng vụ việc Ukraine bị cáo buộc tấn công tên lửa vào Ba Lan chứng minh một điều, tiến hành cuộc chiến hỗn hợp chống lại Nga, phương Tây đang tiến gần hơn đến chiến tranh thế giới. Sau khi Bộ Ngoại giao Ba Lan tuyên bố tên lửa do Nga sản xuất đã rơi ở phía đông nước này, WhatsApp đã triệu tập đại sứ Nga để yêu cầu giải thích vụ việc. Trong một diễn biến khác, vào sáng ngày 16 tháng 11, Bộ Ngoại giao Nga đã nhắc lại trên Telegram rằng việc EU tiến hành sứ mệnh huấn luyện quân đội Ukraine là nhằm leo thang và đánh dấu một bước đi nữa nhằm tăng cường sự can dự của EU vào xung đột ở Ukraine. Về thông tin này, vào hôm 14 tháng 11, Cộng hòa Séc, nước giữ cương vị Chủ tịch Luân phiên Hội đồng EU, thông báo Liên minh chính thức khởi động sứ mệnh huấn luyện binh sĩ Ukraine, sứ mệnh kéo dài trong 2 năm với ngân sách 106,7 triệu euro. Nhiệm vụ được thực hiện trên lãnh thổ của khối. Các quốc gia khác, kể cả những nước ngoài EU, cũng có thể tham gia sứ mệnh này. Như đã đưa tin, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 16 tháng 11 cho biết, Mỹ và các đồng minh NATO đang điều tra vụ nổ ở Ba Lan. Đồng thời, các nước NATO G7 đã nhóm họp khẩn để thảo luận về vụ việc. Những tổ chức này đã đưa ra tuyên bố gì? Liên Hợp Quốc và Trung Quốc bình luận ra sao sau khi tên lửa rơi ở Ba Lan? Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình để tìm hiểu thêm. Các nước NATO và G7 hôm 16 tháng 11 đã tổ chức cuộc họp khẩn bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Indonesia. Theo Anzareza, các nhà lãnh đạo cam kết sẽ giữ liên lạc chặt chẽ để đưa ra các phản ứng liên quan vụ việc ở Ba Lan. Chúng tôi nhất trí sẽ giữ liên lạc chặt chẽ nhằm xác định các bước phản ứng phù hợp tiếp theo khi cuộc điều tra diễn ra. Các nhà lãnh đạo của Canada, EU, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Ba Lan, Tây Ban Nha, Anh và Mỹ cho biết trong một tuyên bố chung. Chúng tôi ủng hộ và cung cấp hỗ trợ cho cuộc điều tra của Ba Lan về vụ việc, tuyên bố nói thêm. Trong khi đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết ông rất lo ngại trước các báo cáo về vụ nổ tên lửa ở Ba Lan. Ông hy vọng một cuộc điều tra kỹ lưỡng sẽ được tiến hành. Điều cần thiết là tránh leo thang xung đột ở Ukraine, Phó phát ngôn viên Liên Hợp Quốc Vahan Hap cho biết trong một tuyên bố. Cũng nói về vụ việc, Trung Quốc hôm 16 tháng 11 kêu gọi các bên giữ bình tĩnh và kiềm chế trong tình hình hiện nay. Reuters trích lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho hay. Thưa quý vị, theo đài CNN, từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, Liên minh quân sự NATO đã thường xuyên cử máy bay quân sự giám sát xung quanh quốc gia Đông Âu. Đáng chú ý, trong ngày xảy ra vụ rơi tên lửa ở Ba Lan, máy bay NATO cũng có mặt trên không phận quốc gia EU này. Một quan chức của NATO nói với đài CNN, một máy bay NATO đã làm nhiệm vụ trên không phận Ba Lan hôm 15 tháng 11, được cho là đã theo dõi tên lửa đã rơi xuống lãnh thổ nước này. Các thông tin tình báo với dấu vết radar của tên lửa đã được cung cấp cho NATO và Ba Lan. Quan chức quân sự của NATO cho biết thêm. Theo đài Mỹ, chiếc máy bay trên không phận Ba Lan đang theo dõi các diễn biến ở chiến trường Ukraine. Máy bay NATO đã thường xuyên tiến hành giám sát xung quanh Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự. Quan chức NATO không cho biết nước nào đã phóng tên lửa, cũng như thông tin nó được bắn từ đâu. Về phía Ba Lan, Tổng thống Andrzej Duda hôm 16 tháng 11 tuyên bố vẫn chưa có bằng chứng thuyết phục cho thấy ai đã khai hỏa tên lửa. Giữa lúc ấy, nước này đã đặt một số đơn vị quân đội vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda hôm 16 tháng 11 tuyên bố nước này không có bằng chứng thuyết phục cho thấy ai đã phóng tên lửa vào lãnh thổ Ba Lan. Nhà lãnh đạo đồng thời nhấn mạnh WhatsApp vẫn bình tĩnh trước sự cố. Chúng tôi đang hành động một cách bình tĩnh. Đây là một tình huống khó khăn, Newsweek dẫn lời ông Duda cho hay. Theo hãng tin Anadolu, người phát ngôn chính phủ Ba Lan hôm 15 tháng 11 thông báo, nước này đã đặt một số đơn vị quân đội vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao, trong khi Ba Lan cũng sẽ tăng cường giám sát không phận, theo Tổng thống Duda. Theo tạp chí Newsweek, Ba Lan cùng với Liên minh quân sự NATO đã hành động cẩn thận và vẫn chưa tuyên bố vụ phóng tên lửa là do bắn nhầm hay một cuộc tấn công có chủ ý. Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và phương Tây tiếp tục gia tăng trong xung đột ở Ukraine, làm dấy lên nhiều lo ngại về viễn cảnh Thế chiến thứ ba. Trước sự việc, các nước Baltic cũng đồng thời lên tiếng Estonia, Latvia và Litva hôm 15 tháng 11 bày tỏ lo ngại về vụ nổ và cam kết bảo vệ từng tấc đất của Liên minh quân sự NATO.
Estonia và Latvia hôm 15 tháng 11 bày tỏ lo ngại về cáo buộc tên lửa của Nga tấn công Ba Lan, trong khi Litva tuyên bố từng mm lãnh thổ của NATO phải được bảo vệ. Thông tin về vụ tên lửa thật đáng lo ngại. Chúng tôi đang tham vấn chặt chẽ với Ba Lan và các đồng minh khác. Estonia sẵn sàng bảo vệ từng tấc đất lãnh thổ của NATO. Chúng tôi hoàn toàn giữ vững cam kết với đồng minh thân thiết là Ba Lan, hãng tin Anadolu dẫn lời Bộ Ngoại giao Estonia cho hay. Trong khi đó, Ngoại trưởng Latvia Ega Rinkevich mô tả vụ việc là sự leo thang nguy hiểm của Điện Kremlin. Tên lửa Nga tấn công lãnh thổ của thành viên NATO là một bước leo thang rất nguy hiểm của Điện Kremlin. Latvia bày tỏ tình đoàn kết với đồng minh Ba Lan và sẽ ủng hộ bất kỳ hành động nào mà Ba Lan cho là phù hợp. Nga sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, ông Ega Rinkevich nói trên Twitter. Cũng cam kết bảo vệ từng tấc đất của lãnh thổ NATO, Tổng thống Litva hôm 15 tháng 11 cho biết, chúng tôi vẫn giữ liên lạc chặt chẽ với Ba Lan. Các hành động cực đoan sẽ bị ngăn chặn bởi lực lượng thống nhất của đồng minh. Reuters dẫn lời Tổng thống Gitinas Nosra viết trên Twitter. Thưa quý vị, vụ tên lửa rơi ở Ba Lan không chỉ khiến nhiều nước bày tỏ lo ngại, một số cuộc gặp quan trọng dự kiến diễn ra bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 cũng đã bị hoãn lại sau khi các nước dự cuộc họp khẩn hôm 16 tháng 11. Theo đài NHK, cuộc gặp thượng đỉnh giữa Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và người đồng cấp Anh Rishi Sunak đã bị hoãn lại. Hai nhà lãnh đạo lên kế hoạch gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh vào hôm 16 tháng 11 tại Bali, Indonesia. Trong khi đó, cuộc gặp song phương giữa hai nhà lãnh đạo của Vương quốc Anh và Trung Quốc cũng bị hủy bỏ. Đây được xem là cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa hai nước trong 5 năm. Thay vào đó, Thủ tướng Anh Rishi Sunak và Thủ tướng Canada Justin Trudeau dự kiến thảo luận với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, theo tờ Guardian. Ngoài căng thẳng ở châu Âu liên quan đến vụ tên lửa rơi, xung đột ở Ukraine tiếp tục phủ sóng truyền thông ngày qua. Hãng tin Sputnik hôm 16 tháng 11 dẫn lời quan chức khu vực Zaporizhia cho biết lực lượng Ukraine có ý định đẩy mạnh hoạt động quân sự và tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào khu vực này trước cuối năm nay. Theo ông Vladimir Rogov, khả năng cao diễn biến xung đột ở hướng Zaporizhia sẽ tăng. Quân đội Ukraine có thể cố phát động một cuộc tấn công quy mô lớn. Về thời gian thì vào nửa cuối tháng 11 và tháng 12, ít nhất phía Kiev đang chuẩn bị cho động thái này khi tập trung quân gần biên giới khu vực, Sputnik dẫn lời ông Rogov nói. Trước đó, vị quan chức do Nga bổ nhiệm cho biết, sau khi kiểm soát một phần khu vực Kherson, Ukraine đang tăng cường quân ở hướng Zaporizhia và củng cố phòng tuyến. Hiện phía Ukraine chưa đưa ra bình luận về tuyên bố trên của vị quan chức. Cũng liên quan đến xung đột ở Ukraine, theo đài NHK, giới chức an ninh Ukraine cho rằng một số binh sĩ Nga đã giả làm dân thường và trà trộn vào khu dân cư ở Kherson. Dịch vụ an ninh và cảnh sát Ukraine đang đề cao cảnh giác do nghi ngờ còn nhiều binh sĩ Nga chưa kịp rút qua sông Dnipro đang trà trộn vào khu dân cư, theo NHK. Bộ Quốc phòng Anh ngày 15 tháng 11 cho biết Nga đã chọn thành phố cảng Hennicek bên biển Azov làm thủ phủ tạm thời của khu vực do họ kiểm soát ở tỉnh miền Nam Kherson. Bộ Quốc phòng Anh nói thêm, Nga dường như sẽ điều chuyển thêm nhiều đơn vị chỉ huy chiến đấu về thành phố Hennicek. Phía London nhận định Hennicek có vị trí thuận lợi để tiếp nhận nguồn lực từ bán đảo Crimea và có thể trở thành phòng tuyến mạnh của Nga ở miền nam Ukraine. Hiện tuyên bố của các bên về những khu vực kiểm soát chưa thể kiểm chứng. Nga chưa bình luận về thông tin mới của Ukraine và Anh. Trước đó, Moscow cho biết họ đã hoàn tất rút quân chiến lược để bảo toàn lực lượng, tránh tình trạng bị cô lập nếu Kiev phá hoại đập thủy điện gây ngập lụt thành phố Kherson. Phía Ukraine đã bác bỏ cáo buộc này. Thông tin đáng chú ý, sau khi tiến hành nhiều cuộc phỏng vấn với tù nhân chiến tranh, Văn phòng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc hôm 15 tháng 11 đã ra báo cáo quan trọng. Nhóm giám sát cho rằng cả Nga và Ukraine đều có hành động đáng lo ngại với tù nhân chiến tranh trong xung đột. Văn phòng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc OHCHR hôm 15 tháng 11 cho biết cả Nga và Ukraine đều đã tra tấn tù binh chiến tranh trong xung đột. Nhóm giám sát của Liên Hợp Quốc có trụ sở tại Ukraine đưa ra báo cáo dựa trên các cuộc phỏng vấn với hơn 100 tù nhân chiến tranh ở mỗi nước. Các cuộc phỏng vấn với tù nhân chiến tranh Ukraine đã được tiến hành sau khi họ được trả tự do. Martina Bonner, người đứng đầu phái đoàn giám sát, nói trong một cuộc họp báo ở Geneva rằng
đa số các tù nhân Ukraine bị lực lượng Nga giam giữ đã bị tra tấn và ngược đãi. Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa đưa ra bình luận về cáo buộc trên. Trước đó, Nga đã phủ nhận việc tra tấn hoặc tiến hành các hình thức ngược đãi tù binh khác. Về phía Ukraine, bà Bonner cũng báo cáo các trường hợp bị ngược đãi. Bà nói hầu hết các hành vi này chỉ giới hạn ở 3 cơ sở giam giữ và phổ biến hơn trong giai đoạn bắt giữ ban đầu. Bộ Ngoại giao Ukraine vẫn chưa trả lời yêu cầu bình luận của Reuters. Kiev trước đó cho biết họ kiểm tra tất cả thông tin liên quan đến việc đối xử tù binh và sẽ điều tra mọi sai phạm. Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu EU, ông Josep Borrell vừa qua đã kêu gọi các nước thành viên hợp tác với nhau để bổ sung kho vũ khí quân sự. Động thái diễn ra khi nguồn cung vũ khí cho Ukraine đang cạn dần. Reuters đưa tin, NATO tuyên bố khối quân sự hoan nghênh lời kêu gọi trên. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm 15 tháng 11 tuyên bố ông ủng hộ động thái của EU nhằm tăng cường hợp tác nhằm bổ sung kho vũ khí quân sự giữa lúc khối này tiếp tục chuyển giao vũ khí cho Ukraine. Tôi hoan nghênh những nỗ lực của Liên minh châu Âu trong việc cố gắng điều phối việc bổ sung kho vũ khí. Điều đó có thể giúp giảm chi phí, dẫn đến các đơn hàng đặt vũ khí lớn hơn. Reuters dẫn lời ông Stoltenberg nói. Hôm 15 tháng 11, nhà ngoại giao hàng đầu EU, ông Josep Borrell nói rằng các quốc gia thành viên nên hợp tác với nhau để bổ sung kho vũ khí quân sự và tránh việc cạnh tranh. Ông Borrell đã nói với phóng viên, chúng ta phải tránh kịch bản tương tự đã xảy ra với vaccine. Tất cả mọi người phải cùng nhau điều chỉnh giá một cách hợp lý hơn và mang lại chất lượng tốt hơn. EU từ lâu đã kêu gọi các quốc gia thành viên hợp lực mua vũ khí, thay vì đẩy giá lên bằng cách cạnh tranh với nhau hoặc thực hiện các thỏa thuận riêng lẻ với các nhà cung cấp bên ngoài khối. Trong khi đó, Đức cho biết sẽ thành lập một trung tâm bảo trì ở Slovakia để bảo dưỡng và sửa chữa vũ khí mà nước này đã chuyển giao cho Kiev. Bộ trưởng Quốc phòng Đức bà Christine Lambrecht nói với các phóng viên tại Brussels rằng chúng tôi đã đạt được thỏa thuận và mọi việc có thể bắt đầu ngay lập tức để tất cả các thiết bị có thể mau chóng được sửa chữa. Bà Lambrecht cho biết thêm rằng Berlin đang lên kế hoạch huấn luyện khoảng 5.000 binh sĩ Ukraine tại Đức. Đây là nhiệm vụ nằm trong khóa huấn luyện của EU vào tháng 6. Vào hôm 15 tháng 11, các bộ trưởng quốc phòng cũng đã thảo luận về việc bổ sung Quỹ Hòa bình châu Âu, quỹ mà các quốc gia EU đã khai thác để tài trợ cho việc mua vũ khí và thiết bị quân sự cho Kiev, vốn đã bị cạn kiệt sau gần 9 tháng xung đột. Thưa quý vị, quan hệ giữa Ukraine và Belarus đã trở nên căng thẳng hơn nhiều từ khi xung đột Nga-Ukraine xảy ra vào cuối tháng 2. Mới đây, chính quyền Kiev cảnh báo quốc gia láng giềng có thể sớm thực hiện một đợt huy động quân và ngay lập tức Belarus lên tiếng bác bỏ thông tin này. Theo hãng tin RT, Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 14 tháng 11 cho biết nhận được thông tin Ủy ban quân sự tỉnh Brest của Belarus đưa ra lời kêu gọi đấu thầu in 50.000 thông báo gọi nhập ngũ trước ngày 31 tháng 12. Đáp lại phát biểu ngày 15 tháng 11 của Bộ Quốc phòng Belarus cho biết quốc gia này không có kế hoạch quân sự nào. Bản giấy mà Kiev cáo buộc là hợp đồng để in những mẫu dự thảo quân sự. Những hợp đồng như vậy là theo thông lệ bình thường và rất minh bạch. Theo hãng tin RT, trong buổi phỏng vấn ngày 14 tháng 11 với kênh truyền hình Belarus on TV, Bộ trưởng Nội vụ ông Ivan Kubrakov cho biết Belarus đã tăng cường các biện pháp an ninh ở vùng Brest và Gomel, hai quận hành chính giáp Ukraine, để ứng phó với mối đe dọa tiềm ẩn từ phía Kiev. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko từng cảnh báo rằng Ukraine đã tập hợp lực lượng hơn 15.000 quân dọc biên giới phía Bắc để tiến hành trinh sát và chuẩn bị chiến đấu. Trong khi đó, Ukraine cũng xây dựng bức tường biên giới với Belarus vì lo ngại nước này sẽ giúp Nga trong cuộc xung đột đang diễn ra. Vào tháng trước, Nga cũng đã triển khai vài nghìn quân tới Belarus để tham gia lực lượng chung nhằm chống lại hoạt động quân sự gia tăng của NATO cũng như chính quyền Kiev. Chuyển sang tình hình các khu vực khác. Thưa quý vị, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây khẳng định sẽ trở lại cuộc đua tranh cử Tổng thống vào năm 2024 với tuyên bố sẽ đánh bại Tổng thống đương nhiệm Joe Biden. Trước lời tuyên chiến của ông Trump, dù đang tham dự hội nghị thượng đỉnh G20, Tổng thống Biden cũng ngay lập tức đáp trả. Theo hãng tin Business Times, trong một bài đăng trên Twitter ngày 16 tháng 11, Tổng thống Joe Biden nói rằng ông Trump đã làm suy yếu nước Mỹ trong thời gian nắm quyền. Nhận định của ông Biden đi kèm với một video có nội dung tổng hợp cho rằng chính quyền ông Trump đã gian lận để làm giàu, tấn công các chương trình chăm sóc sức khỏe, dung túng những kẻ cực đoan, tấn công quyền phụ nữ và kích động bạo lực để thay đổi kết quả bầu cử vào năm 2020. Được biết, trong bài phát biểu ngày 15 tháng 11, ông Trump đã kêu gọi sự ủng
ủng hộ của cử tri cho cuộc đua bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Thưa quý vị, một chủ đề cũng gây sự chú ý của cộng đồng quốc tế là cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai nhà lãnh đạo đã có cuộc thảo luận 14 tháng 11 bên lề hội nghị thượng đỉnh G20, trong đó chủ đề Đài Loan cũng được hai bên đề cập đến. Tổng thống Biden phản đối những hành động của Bắc Kinh ở eo biển Đài Loan. Trước tuyên bố này, Đài Loan cho biết hòn đảo sẽ tiếp tục cải thiện quan hệ chiến lược với Mỹ. Cơ quan đối ngoại Đài Loan hôm 15 tháng 11 cho biết quan hệ chiến lược với Mỹ và năng lực phòng vệ của hòn đảo sẽ tiếp tục được cải thiện. Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhắc lại sự ủng hộ đối với sự ổn định ở eo biển Đài Loan trong cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình. Phát biểu tại một cuộc họp báo, người phát ngôn cơ quan đối ngoại Đài Loan, bà Âu Sang An nói thêm rằng hòn đảo sẽ tăng cường hợp tác với các quốc gia có cùng chí hướng để bảo vệ hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan. Theo hãng tin Reuters, trong cuộc gặp với nhà lãnh đạo Trung Quốc, Tổng thống Biden nhắc lại lập trường kiên định của Mỹ đối với chính sách một Trung Quốc. Washington phản đối những hành động của Bắc Kinh ở eo biển Đài Loan. Chính điều này đã làm suy yếu hòa bình và ổn định của khu vực, đồng thời làm ảnh hưởng đến sự thịnh vượng của toàn cầu. Phía ông Tập Cận Bình cũng khẳng định lại quan điểm thống nhất với Đài Loan và gọi đây là lằn ranh đỏ đầu tiên trong mối quan hệ Mỹ-Trung. Ông hy vọng Mỹ sẽ hành động theo cách tôn trọng chính sách một Trung Quốc. Một số thông tin về xã hội, làn sóng biểu tình về cái chết bất thường của cô bé Mahsa Amini vẫn chưa chấm dứt ở Iran. Vào ngày 14 tháng 11, giới cầm quyền nước này đã phải đối mặt thêm với áp lực quốc tế khi Liên minh châu Âu tăng cường lệnh trừng phạt. Tổng thống Pháp đã gọi tình hình bất ổn đang diễn ra ở Iran là một cuộc cách mạng. Làn sóng biểu tình bắt đầu từ ngày 16 tháng 9 nhằm phản đối cảnh sát Iran sau cái chết của Mahsa Amini đã dẫn đến những đợt tuần hành chống lại chính quyền Tehran. Đây được xem là một cuộc biểu tình chống lại nhà nước Hồi giáo mạnh mẽ nhất trong 4 thập kỷ qua. Tổng thống Emmanuel Macron nói trên kênh radio quốc tế của Pháp rằng thế hệ trẻ Iran hiện nay đang thực hiện một cuộc cách mạng thực sự. Ông Macron cho rằng sự đàn áp của giới lãnh đạo Iran đã khiến cho việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân 2015 trở nên khó khăn. Nhà lãnh đạo nước Pháp nói, tôi không nghĩ sẽ có bất kỳ đề xuất mới nào có thể cứu vãn thỏa thuận hạt nhân. Hồi cuối tuần qua, Tổng thống Pháp đã gặp 4 nhà hoạt động Iran. Sau cuộc gặp, ông cho biết Liên minh châu Âu sẽ tăng cường các lệnh trừng phạt lên chính quyền Tehran. Phụ nữ và các sinh viên Iran đã rất dũng cảm khi yêu cầu lãnh tụ tối cao của nhà nước Hồi giáo, ông Ayatollah Ali Khamenei từ chức, chấp nhận sự đàn áp mạnh mẽ từ lực lượng an ninh trong nước. Sau đó, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Iran đã lên tiếng chỉ trích cuộc gặp của Tổng thống Pháp với các nhà hoạt động Iran cũng như những phát biểu của ông. Theo Reuters, danh sách trừng phạt mới của EU nhắm vào 29 cá nhân và 3 tổ chức vì những thực thể này đã hỗ trợ chính quyền Tehran đàn áp bạo lực chống lại những người biểu tình ôn hòa. Ngoài việc ban hành lệnh cấm đi lại, EU sẽ đóng băng tài sản của Bộ trưởng Nội vụ Iran Ahmad Vahadi. 4 cá nhân đã bắt giam cô bé Amini và những thành viên trong lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Ngoại trưởng Đức bà Annalena Baerbock đã khẳng định với các phóng viên ở Brussels, lệnh trừng phạt mới là thông điệp phản đối rõ ràng mà EU gửi đến chính quyền Iran. Đụng độ tiếp tục nổ ra ở Bolivia vào hôm 15 tháng 11 khi diễn ra các cuộc biểu tình phản đối chính phủ vì đã trì hoãn cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2023. Theo Reuters, người dân Nam Mỹ cho rằng quyết định của chính phủ làm suy yếu ngân sách khu vực. Reuters đưa tin đã xảy ra đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát ở Bolivia hôm 15 tháng 11. Sau các cuộc biểu tình phản đối chính phủ trì hoãn điều tra dân số quốc gia, cảnh sát đã bắn hơi cay vào dòng người biểu tình, người dân sử dụng pháo hoa để đáp trả. Trước đó, vào ngày 12 tháng 11, Tổng thống Luis Arce tuyên bố rằng Bolivia sẽ tổ chức cuộc điều tra dân số đầu tiên sau hơn một thập kỷ vào năm 2024. Tuy nhiên, lịch trình này vẫn muộn hơn so với yêu cầu của phe đối lập. Thành phố Santa Cruz, một trung tâm nông nghiệp khá lớn ở Bolivia, đã phải dừng hoạt động những ngày gần đây sau khi diễn ra cuộc đình công yêu cầu tổ chức điều tra dân số. Thưa quý vị, vụ việc 43 sinh viên mất tích tại Mexico lại được đề cập khi được cho là có liên quan đến nhiều quan chức quân sự cấp cao. Mới đây, Ủy ban Nhân quyền Liên Mỹ cho rằng người dân Mexico vẫn cần câu trả lời thỏa đáng, đồng thời chính phủ phải làm rõ trách nhiệm của các lực lượng vũ trang trong vụ mất tích này. Theo Reuters, sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền Mexico cho biết các thanh niên đã bị sát hại và hài cốt của họ bị tiêu hủy bởi những cảnh sát tham nhũng cấu kết với một băng đảng mua bán chất cấm.
Tuy nhiên sau đó, một nhóm chuyên gia do Ủy ban Nhân quyền Liên Mỹ thành lập đã tìm ra lỗ hổng từ các sự kiện và cho biết quân đội Mexico có căn cứ ở Iguala đang che đậy bằng chứng. Vào tháng 8, chính quyền Mexico công bố những phát hiện mới và cho rằng vụ việc là tội ác cấp nhà nước khi có sự tham gia của quân đội. Mặc dù vậy, các nhà chức trách đã rút lại hơn 20 lệnh bắt giữ đối với các quan chức quân sự cấp cao. Theo Reuters, báo cáo ngày 15 tháng 11 của Ủy ban Nhân quyền Liên Mỹ, cơ quan thuộc Tổ chức các quốc gia châu Mỹ có trụ sở ở Washington cho biết, mặc dù mong muốn giải quyết vụ việc, nhưng chính phủ mới tại Mexico đã thất bại trong việc loại bỏ các cấu trúc dai dẳng trong bộ máy nhà nước đang tìm cách che đậy tội ác. Tổ chức quốc tế cho rằng Mexico vẫn nợ một lời giải thích thỏa đáng về số phận hoặc nơi chôn cất của 43 sinh viên đại học. Đồng thời, Ủy viên của Ủy ban Nhân quyền cũng bày tỏ sự lo ngại trước tiến trình quân sự hóa đất nước của Tổng thống López Obrador, khi vị lãnh đạo này cho phép quân đội Mexico ngày càng kiểm soát nhiều hơn các khu vực dành cho dân thường. Khi Đức đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng, người dân đã phải tìm cách cải tạo nhà ở để giảm chi phí sưởi ấm. Các doanh nghiệp cũng nhanh chóng cung cấp các dịch vụ tương ứng, trong đó một start-up có trụ sở tại Berlin đang chạy dự án thay áo cho các tòa nhà chung cư. Một start-up tại Đức đang cải tạo các tòa chung cư ở thành phố Bochum, khoác lên chúng một lớp da thứ hai bằng gỗ với mục đích giúp các cư dân tiết kiệm năng lượng hơn. Dự án của start-up EcoWork cho thấy nhu cầu ngày càng tăng của các cải tiến thân thiện với môi trường nhằm đối phó với khủng hoảng năng lượng, vốn khiến chi phí sưởi ấm tăng cao. Theo Reuters, trước cuộc khủng hoảng, người dân xem việc cải tạo nhà cửa để tiết kiệm năng lượng là một hành động có ý nghĩa nên làm. Nhưng bây giờ, đây được coi là điều cần thiết. Emmanuel Heisenberg, giám đốc điều hành của EcoWork, nói với Reuters, nhờ cải tạo khu chung cư ở Bochum có thể giúp người dân tiết kiệm khoảng 70-80% chi phí năng lượng. Các tòa nhà chiếm 35% tổng mức tiêu thụ năng lượng ở Đức, nhưng gần 1/3 trong số hơn 19 triệu tòa nhà chung cư lại được xếp hạng thấp nhất hoặc áp chót về mặt hiệu quả năng lượng, theo một nghiên cứu của Hiệp hội Nhà ở và Bất động sản GDW trong tháng 2. Tuy nhiên, các dự án cải tạo cũng gặp không ít trở ngại, lãi suất tăng đột biến, giá nguyên liệu và năng lượng tăng cùng các khoản trợ cấp thay đổi đang hạn chế các khoản đầu tư. Tình trạng thiếu công nhân xây dựng và quá trình cải tạo kéo dài cũng là rào cản khiến chủ nhà do dự khi thực hiện các dự án, theo Hiệp hội Nhà ở và Bất động sản GDW. Trước bài toán năng lượng và vấn đề biến đổi khí hậu, Liên minh châu Âu vẫn nhất quyết duy trì nỗ lực cắt giảm khí thải. Đáng chú ý, theo một vị quan chức EU, khối này sẵn sàng cập nhật mục tiêu với tham vọng cao hơn. Liên minh châu Âu EU đã sẵn sàng cập nhật mục tiêu cắt giảm khí thải của khối. Tuyên bố được đưa ra bởi người đứng đầu chính sách khí hậu Frans Timmermans tại hội nghị thượng đỉnh COP27 ở Sharm el-Sheikh vào hôm 15 tháng 11. Hôm nay tôi vui mừng thông báo rằng EU sẵn sàng cập nhật các chính sách cắt giảm khí thải nhằm cho thấy những tham vọng cao hơn. Reuters dẫn lời ông Timmermans cho hay, động thái của EU sẽ thuyết phục các nước khác rằng 27 quốc gia thành viên đang kiên định với cam kết chống biến đổi khí hậu, ngay cả khi khối này đang đối mặt với khủng hoảng năng lượng. Theo Reuters, EU là một trong những bên đưa ra chính sách chống biến đổi khí hậu đầy tham vọng nhất, cam kết cắt giảm 55% lượng khí thải nhà kính trước năm 2030. EU cũng cam kết loại bỏ hoàn toàn khí thải nhà kính trước năm 2050. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.